Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục khảo giáo trình Ê tụ A2 chương 3. Và đây là một bài bổ sung. Là bởi vì như các bài trước tôi đã nói, khi chúng ta học về phono-relative sense thì có tất cả là bốn đại từ ki, cơ, u, don. Nhưng mà trong sách của chúng ta, người ta đề xuất có ba đại từ thôi: ki, cơ và u. Chúng ta đã coi ở trong các bài trước. Như vậy trong bài này tôi sẽ làm một bài bổ sung để nói về đại từ don. Đây là một đại từ khá phức tạp hơn các đại từ kia là bởi vì nó có tới 3 chức năng. Để chúng ta coi lại nhé, ki là chức năng chính của nó làm CG, cơ chức năng chính của nó làm COD, complément d'objet direct, còn u thì nó làm complément de lieu hay là de temps. Và bây giờ và trong bài này chúng ta chỉ xét về cái chức năng thứ nhất là complément de lieu thôi, không nói về de temps. Và bây giờ chúng ta coi đại từ đồng có chức năng là gì. Thì đại từ đồng nó có tất cả là 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là complement du nom. Chức năng thứ hai là complement de l'adjectif. Và chức năng thứ ba là complement d'objet indirect cho các động từ đi kèm với giới từ de. Lát nữa tôi sẽ trình bày thêm, giải thích thêm cái này. Và bây giờ chúng ta coi ba cái loại complement này là gì. Trước hết chúng ta coi complement du nom là gì. Complement có nghĩa là bổ ngữ, có khi người ta gọi là túc từ, tức là làm cho một cái từ gì đó nó đầy đủ nghĩa hơn. Vậy complement du nom là một cái từ để nó làm cho một cái danh từ khác đủ nghĩa hơn. Để chúng ta hãy coi ví dụ sau đây. C'est un vélo, đây là một chiếc xe đạp. Chúng ta hỏi đây là cái gì? Chúng ta thấy một cái vật gì nó được bao phủ lên, nó bằng tre, mình hỏi cái gì đây? C'est un vélo. Vậy chúng ta biết là trong cái bao đó nó là một cái xe đạp. Và bây giờ câu thứ hai, c'est le vélo de mon frère, đây là chiếc xe đạp của em trai tôi. Như vậy chúng ta thấy cái chữ đi sau này, mon frère này, nó làm cho chữ đi trước rõ nghĩa hơn. Thì chúng ta thấy hai câu này giống nhau, cũng là xe đạp, cũng là xe đạp, nhưng mà câu thứ hai cái xe đạp này nó rõ nghĩa hơn, đây là chiếc xe đạp của em trai tôi. Như vậy c'est un vélo là một cái danh từ chung chung. Còn ở dưới, c'est le vélo de mon frère thì nó rõ nghĩa hơn và người ta gọi mon frère là complément du nom vélo. Nó làm cho danh từ này rõ nghĩa hơn và ta gọi đây là complément du nom. Complément de l'adjectif là gì? Và chúng ta biết là tất cả các adjectif mà chúng ta đã học đó, thì nó không cần có complément. Ví dụ con đường này thì dài, cette rue est longue. Cái tòa nhà này thì cao, cet immeuble est haut. Rồi cái bánh này thì ngon, ce gâteau est bon. Nói như vậy là ta đủ hiểu rồi. Tuy nhiên, có một số tính từ đòi hỏi phải có complement thì nó mới có nghĩa. Ví dụ, cet élève est intelligent. Intelligent là thông minh. Em học sinh này thì rất là thông minh. Như vậy câu này nó đủ nghĩa rồi. Nhưng mà câu dưới, cet élève est digne du nom meilleur élève de l'école. Em học sinh này xứng đáng được mang danh hiệu là học sinh xuất sắc của trường. Như vậy tính từ đi ở đây chúng ta thấy nó đòi hỏi phải có complement, nếu không thì nó không có ý nghĩa. Chúng ta giả sử chúng ta không nói về cái phần sau này đi, thì hoàn toàn câu thứ hai không có ý nghĩa gì hết. Câu trên học sinh này thông minh thì có ý nghĩa, học sinh này xứng đáng thì chúng ta thấy nó không có rõ nghĩa, do đó phải thêm phần mà chúng ta vừa nói lúc nãy là complement de l'adjectif. Học sinh này xứng đáng gọi là học sinh xuất sắc của trường. Như vậy cái danh từ này này, cái danh từ non này này, nó làm complement de l'adjectif đi nhỉ. Và chúng ta có một số tính từ đòi hỏi complement, ví dụ tính từ content là hài lòng, content de quelque chose hay là content de quelqu'un, hài lòng với cái gì hay là hài lòng với ai. Đi như đờ, giống như trên này, xứng đáng về cái gì, đi như đờ kênh cơ sô, fier đờ, fier là hãnh diện về ai, hay là hãnh diện về cái gì, fier đờ kênh ca, hoặc là fier đờ kênh cơ sô. Vậy chúng ta vừa mới nói, một số tính từ đòi hỏi phải có bổ nghĩa là complement. Và bây giờ chúng ta qua loại thứ ba, COI, complement d'objet indirect của các động từ đòi hỏi giới từ đờ. Đó có nghĩa là như gì? Chúng ta hãy coi hai cột sau đây. Cột bên tay trái là các động từ đòi hỏi giới từ A. Và đây là những COI đi với giới từ A.
Pekenka là COE, nhưng mà đi với dưới từ A, Ponce Akenka, nghĩ tới ai, Pekenka cũng là COE. Donne Akenka, cho ai. Envoyer Akenka, gửi cho ai. Demande Akenka, hỏi ai. Tất cả những cái đại từ này, COD này, COE này, thì đều đi với dưới từ A. Vì vậy chúng ta không xét ở trong bài này, bởi vì trong bài này người ta chỉ nói là coi các COE của các động từ đi với đờ, và chúng ta có một số động từ đi với đờ bên cạnh. Parler de quelqu'un, đây cũng là COE, nói về ai. Avoir besoin de quelque chose, hay là de quelqu'un, cần ai hay là cần cái gì. S'occuper de quelqu'un, hay là quelque chose, phụ trách ai hay phụ trách cái gì. Se souvenir de quelqu'un, hay là quelque chose, nhớ tới ai hay nhớ tới cái gì. Servir de quelque chose, sử dụng cái gì, vân vân. Như vậy chúng ta thấy đây là các COE, bởi vì nó cách động từ bằng một cái giới từ, và đây là giới từ de, và đó là trọng tâm của bài này. Chức năng thứ ba của chữ đồng là làm COE của các động từ đi với de. Đây là COE, đây cũng là COE, nhưng mà chúng ta không xét các COE này, và chúng ta xét các COE đi với de này. Và bây giờ chúng ta coi một cách cụ thể các chức năng của đại từ don. Chức năng thứ nhất là complement du nom. Ví dụ, c'est la société, đây là công ty. Il est directeur de cette société. Anh ấy, ông ấy là giám đốc của công ty này. Như vậy chúng ta thấy đây là hai câu độc lập, nó cách nhau bởi một cái chấm phẩy. Hai câu này độc lập. Bây giờ chúng ta thấy trong hai câu này nó có cái danh từ société lặp đi lặp lại hai lần, do đó chúng ta cần thay. Và khi chúng ta thay danh từ société, bởi vì nó lặp lại lần thứ hai, chúng ta xem chức năng của nó là gì. Rõ ràng chức năng của nó là complément du nom directeur. Và chúng ta biết chữ đồng nó có chức năng là complément du nom. Vậy chúng ta thay de cette société bằng đồng, và chúng ta để ở chỗ cái khớp nối này, ở cái chỗ chấm phẩy này. C'est la société dont il est directeur. Và khi để chữ đồng vào đây thì hai câu này nó được nối lại với nhau, nó mất đi cái dấu chấm phẩy, nó được nối lại với nhau và mất luôn cái chữ mà chúng ta nói là nó lặp đi lặp lại hai lần. Và người ta gọi đây là một mệnh đề phụ, một mệnh đề relative. C'est la société dont il est directeur. Chúng ta coi chức năng thứ hai là complément de l'adjectif. C'est un travail, đây là một công việc. Il est très content de ce travail. Anh ta rất hài lòng về công việc này. Như vậy đây cũng là hai câu độc lập, cách nhau bởi một cái chấm phẩy. Và chúng ta thấy trong hai câu này thì cái chữ travail lặp đi lặp lại hai lần và chúng ta cần thay. Lặp đi lặp lại là một cái điều người ta không có thích, người ta cần thay. Và khi chúng ta thay cái chữ mà lặp đi lặp lại này, chúng ta xem chức năng của nó làm cái gì. Chức năng của nó là complement de l'adjectif content. Và chúng ta vừa coi ở bên trên, đại từ đồng nó cũng có chức năng làm complement de l'adjectif. Như vậy chúng ta để chữ đồng vào chỗ khớp nối, chỗ mà nó cách hai cái mệnh đề này ra, cái chỗ chấm phẩy này, chúng ta để chữ đồng vào và chỗ cái danh từ lặp đi lặp lại này nó sẽ biến mất và câu này được nối lại. C'est un travail dont il est très content. Ở trong câu ví dụ của phần thứ ba này, chúng ta sử dụng động từ se servir. Ở bên trên chúng ta nói se servir đi với giới từ de, sử dụng cái gì. Anh ta có một cuốn từ điển. Il a un dictionnaire. Anh ta sử dụng cuốn từ điển này một cách thường xuyên. Il se sert souvent de ce dictionnaire. Như vậy đây là hai câu độc lập, giống như ở bên trên, nó cách nhau bởi một cái dấu chấm phẩy. Và bây giờ chúng ta muốn nối nó vào dictionnaire, tôi xin lỗi chỗ này ghi sai, dictionnaire. Và chúng ta thấy danh từ dictionnaire lặp đi lặp lại hai lần, chúng ta cần thay. Và khi chúng ta thay cái chữ lặp đi lặp lại hai lần này, chúng ta xem chức năng của nó là cái gì, thì rõ ràng nó là COE của động từ se servir, tức là COE của động từ se servir. Và đại từ đồng nó có một chức năng là làm COE, cái này là COE, nó làm COE cho những động từ đi với de. Như vậy chúng ta có thể thay chữ này bằng chữ đồng, và đồng để vào chỗ khớp nối này. Il a un dictionnaire dont il se sert souvent. Anh ta có một cuốn từ điển mà anh ta sử dụng thường xuyên. Như vậy chúng ta đã thay được chữ đồng, thay cho một COE.
Và trên chúng ta thay chữ don để thay cho một complément de l'adjectif. Và câu đầu tiên chúng ta đã dùng đại từ don để thay cho một complément du nom. Đây là complément du nom, đây là complément de l'adjectif. Đây là COI của động từ đi với de, se servir de. Se servir de đây. Vậy chúng ta đã nêu ra ba ví dụ của đại từ don. Và bây giờ chúng ta làm bài tập. Trong bài tập này người ta yêu cầu chúng ta thay cái danh từ này bằng chữ don để không có lặp lại. Câu số 1, vous parlez souvent de politique. Bạn có hay nói chuyện về chính trị không? Có, chính trị là một cái vấn đề mà chúng tôi hay nói. Oui, c'est le problème dont je parle souvent. Vậy don là thay cho the politics mà chúng ta vừa mới làm ở bên trên đó. Bạn có hay nói chuyện về chính trị không? Bởi vì chúng ta không muốn lặp lại từ the politics này. Thì chúng ta thay bằng đại từ don. Don làm COI cho động từ đi với dưới từ the. Câu số 2. Vous êtes responsable de la gestion. Bạn là người chịu trách nhiệm về về cái bộ phận quản lý phải không? Đúng rồi, đó là cái bộ phận, đó là cái phần, cái phòng mà tôi chịu trách nhiệm. Như vậy bên trên chúng ta thấy đây là complément de l'adjectif responsable. Và chúng ta cũng thay bằng don. Oui, c'est le service don. Don, je suis responsable. Đây là bộ phận mà tôi chịu trách nhiệm. Chúng ta thấy chữ đồng là thay cho de la gestion mà tôi gạch ở bên trên đó. Câu số 3, vous vous servez de la photocopieuse. Photocopieuse là cái máy photo đó. Các bạn đang sử dụng cái máy photo phải không? Đúng rồi, đây là cái máy mà tôi đang sử dụng. Vậy chúng ta cũng thấy đây là một COI. COI của động từ đi với de giống như câu số 1 đây thì chúng ta cũng thay bằng don. Oui, c'est la machine dont je me sers. Dont je me sers. Vậy don thay cho chữ mà tôi gạch ở bên trên. Tức là de la photocopieuse. Thay luôn tới chữ de này. Nó có thay luôn tới chữ này. Câu số 4. Vous êtes satisfait de votre ordinateur. Satisfait là hài lòng, thỏa mãn. Bạn có thỏa mãn về cái máy vi tính của bạn không? Oui, c'est la Paris. Chúng ta thấy chữ mà tôi gạch dưới này là chức năng của nó là complément de l'adjectif satisfait và chúng ta dùng chữ đồng để thay chỗ mà cái chữ mà tôi gạch dưới đó. Oui, c'est la Paris dont je suis satisfait. Đây là cái máy mà tôi rất hài lòng. Và câu cuối cùng chúng ta có động từ avoir besoin de là cần. Bạn có gần cần cái kế hoạch không? Có, đây là một cái tài liệu mà tôi rất là cần. Vậy chúng ta thay cái chữ này, đây là một danh từ đi làm COI cho động từ avoir besoin de. COI của động từ đi với de chúng ta cũng thay bằng don. Oui, c'est le document dont j'ai besoin. Đây là cái tài liệu mà tôi đang cần. Như vậy tóm lại trong bài tập này chúng ta thấy đại từ đồng có thể thay cho một COI đi với động từ đòi hỏi de. Nó có thể thay cho một complement de l'adjectif. Nó có thể thay cho một COI nữa. Và đây là thay cho một adjective. Và bên dưới cũng là thay cho một COI của động từ đi với de. Và như vậy để tóm lại bài này, tức là bài chúng ta nói về đại từ quan hệ đơn, les pronoms relatifs simples, là chúng ta có tất cả bốn đại từ qui, que, où, dont. Thì trong sách của chúng ta, người ta đề xuất cho chúng ta là việc học của ba đại từ qui, que, où. Qui chúng ta phải nhớ, chức năng của nó làm sujet, que chức năng của nó làm COD, où chức năng của nó làm complément de lieu hay là complément de temps. Trong sách của chúng ta chỉ đề cập tới phần thứ nhất, không đề cập tới phần thứ hai. Và đại từ thứ tư người ta cũng không có đề cập tới, tức là đại từ don nó có tất cả là ba chức năng, complément du nom, complément de l'adjectif
và complément d'objet indirect của các động từ DVD, chúng ta cần ý tới cái chức năng thứ ba này này, bởi vì nó có hai loại COI. Loại COI đi với các động từ DVA, đây cũng là COI này. Và loại COI đi với động từ DVD, chúng ta chỉ xét cái phần B thôi, phần A thì không thể thay bằng đồng được. Xin chào tất cả mọi người.